Trở lại với câu chuyện về TikTok. Ra mắt vào năm 2016, TikTok đã hoạt động ở trên 150 thị trường. Và vào năm 2019 tại Việt Nam, số người dùng TikTok trên một tháng được ghi nhận là 12 triệu người mỗi tháng. Và vào tháng 2 năm 2023, số người dùng, con số này còn được ghi nhận đã lên đến 50 triệu người dùng. Một con số không hề nhỏ và con số này còn được tiếp tục sẽ gia tăng. Vâng, Việt Nam chúng ta thì lọt vào top 10 quốc gia có số lượng người sử dụng TikTok nhiều nhất trên thế giới. Và không chỉ đơn giản là xem để giải trí, hiện nay các bạn trẻ có rất nhiều cách thức kiếm tiền khác nhau trên nền tảng mạng xã hội này. Và ngay sau đây sẽ là 4 cách mà kiếm tiền rất dễ dàng trên TikTok. Kiếm hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu mỗi tháng từ TikTok. Nền tảng này chính là mảnh đất màu mỡ của nhiều người trẻ hiện nay lựa chọn sáng tạo nội dung để kiếm thu nhập, gây dựng sự nghiệp. Được ra mắt lần đầu tiên vào năm 2016, TikTok là mạng xã hội có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Đến tháng 9 năm 2021, nền tảng này đã cán mốc 1 tỷ người dùng. Ứng dụng TikTok cũng là một trong những ứng dụng di động được tải nhiều nhất với hơn 2 tỷ lượt tải trên kho ứng dụng của hai nền tảng cả Android và iOS. Tại Việt Nam hiện nay, có những cách cơ bản sau để kiếm tiền từ TikTok. Quảng bá sản phẩm và thương hiệu cho các nhãn hàng bằng cách giới thiệu, nêu cảm nhận, lồng ghép nhãn hàng vào tiểu phẩm. Các nhãn hàng này sẽ chi trả một khoản chi phí như trong hợp đồng đã ký kết trước đó. Tặng quà qua livestream. Hình thức cho tặng hoàn toàn tự nguyện này nhằm khích lệ, cổ vũ người livestream. Bù lại, người livestream sẽ càng tích cực hơn nữa trong việc sáng tạo ra các nội dung hay, hấp dẫn, cống hiến cho người xem. Tự kinh doanh nghĩa là tự xây dựng thương hiệu, tự mình quảng bá sản phẩm, tự chốt đơn, đóng gói, vận chuyển, chủ động trong mọi quy trình kinh doanh do mình tạo ra. Tiếp thị liên kết, affiliate. Nhiệm vụ của các TikToker là review, đánh giá, quảng bá sản phẩm cho các nhãn hàng. Càng nhiều người click vào đường link tiếp thị liên kết thì TikToker đó càng nhận được nhiều hoa hồng và ngược lại. Vâng, và đây thì mới chỉ là 4 cách phổ biến nhất để kiếm tiền ở trên TikTok. Như vậy thì mỗi nhà sáng tạo nội dung họ sẽ có một cách khác nhau để hoạt động trên TikTok. Vâng. Tuy nhiên thì họ cũng có một điểm chung, đó là tương tác. Vâng, tương tác là gì ạ? Đó chính là số lượt xem, lượt theo dõi. Và nếu sản phẩm và dịch vụ của họ càng nhiều lượt xem và lượt theo dõi thì sẽ càng có nhiều lựa chọn để sử dụng sản phẩm của họ. Vâng, có thể nói là một miếng mồi béo bở đúng không ạ? Vâng, và cũng chính tuy nhiên thì vì hai cái chữ mà chị Hà Anh vừa nói, đó là hai chữ tương tác, mà đã có rất nhiều nhà sáng tạo nội dung đã bất chấp để có thể tìm kiếm sự tương tác một cách phản cảm, hay là nhiều người khác thì họ lại ngáo quyền lực và tự cho mình là chuyên gia ở trên TikTok. Và hai vấn đề mà được các chuyên gia TikTok đề cập đến rất nhiều và thường xuyên, đó là sức khỏe, y tế và cách làm giàu. Tưởng rằng nghe lời bác sĩ TikToker thì sẽ chữa bệnh nhanh chóng, không cần đến bệnh viện, nhưng cuối cùng các bệnh nhân này vẫn phải đi gặp bác sĩ thật chỉ vì tin vào các bí quyết cấp cứu, chăm sóc sức khỏe trên TikTok. Đặc biệt, trong số các video ngắn này, không có video nào đề cập đến chuyên môn hay nghiên cứu khoa học để chứng minh phương pháp chữa bệnh là đúng. Chẳng hạn như một bác sĩ tự phong, lan truyền bí quyết chữa ung thư bằng cách nhịn ăn hay lời khuyên của người tập gym thì không nên uống nước lọc. Tại Quảng Ninh, một người đàn ông bị chẩn đoán là nhồi máu não sau khi vợ ông học cách chữa bệnh đột quỵ trên TikTok, dùng vật nhọn chích vào 10 đầu ngón tay, ngón chân và nặn máu. Nghe lời quảng cáo của bác sĩ trên TikTok, cô gái bỏ ra 100 triệu để sửa mũi nhưng kết quả nhận lại là mũi bị tắc mạch, hoại tử nặng, chưa biết khi nào phục hồi. Chuyển sang mảng làm giàu, không phủ nhận là trên TikTok có những chuyên gia thật chia sẻ bí quyết thành công và câu chuyện khởi nghiệp của họ. Tuy nhiên, có những clip chỉ hướng tới mục đích bán khóa học đầu tư tài chính, thậm chí clip dạy cách làm giàu, dạy cách kiếm tiền, nhưng không có phần nội dung kiến thức liên quan, mà chỉ là những câu thần chú hút tiền để người xem vào bình luận tăng tương tác. Tôi là Thỏ Nam Châm, thu hút tiền. Tôi yêu tiền và tiền cũng rất yêu tôi. Tôi giàu có, tôi sung túc và tôi hạnh phúc. Thậm chí đưa ra cách giúp người xem trở nên giàu có chỉ từ cốc nước và một tờ tiền. Buổi tối hãy đặt lên trên một tờ tiền của bạn một ly nước. Sáng hôm sau khi thức dậy hãy uống hết ly nước đó, thực hiện liên tục trong 21 ngày giúp tiền bạc đến với bạn dễ dàng hơn. Sau mỗi video, chủ tài khoản của các video này đều hướng dẫn người xem đến một dịch vụ hoặc một sản phẩm mà mình cung cấp. Điều đó dễ hiểu vì sao họ bất chấp bằng mọi cách để câu tương tác, thu hút người xem.
Vâng thưa quý vị, mục đích của các video này đó chính là để tăng tương tác, để kiếm tương tác. Vậy nên là những người sáng tạo nội dung thường lựa chọn các sự việc hot để có thể làm video. Và phần lớn lựa chọn người xem đó chính là giới trẻ. Và như chúng ta đều biết là giai đoạn này là một giai đoạn rất quan trọng với các bạn thí sinh cũng như là các bạn học sinh khi mà chuẩn bị bước vào kỳ thi trung học phổ thông. Và những chuyên gia TikTok thì lại có các video nội dung liên quan tới chủ đề thi này. Đó chính là học không học mà vẫn đỗ, hay là làm các đáp án khoanh lụi để có thể qua kỳ thi. Vâng, và điều mà khiến tôi ngạc nhiên nhất đó là những video này thậm chí còn thu hút đến hàng triệu lượt xem. Và đáng chú ý, trong đó có rất nhiều các em đang học sinh lớp 12. Đáng lẽ ra các em đang phải tập trung cao độ cho kỳ thi quan trọng của cuộc đời, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Tuy nhiên, các em còn rỉ tai nhau là thử áp dụng các cái cách làm này. Kết quả ra sao thì chưa có ai kiểm chứng. Lời giới thiệu có cánh bằng cách áp dụng tính xác suất khoanh tất cả các đáp án. Nhiều học sinh cho rằng những clip này chỉ có tính giải trí, giúp khuây khỏa sau những giờ ôn luyện căng thẳng. Nhưng cũng có bạn lại tin tưởng áp dụng, đặc biệt là học sinh chưa chắc chắn về kiến thức. Em làm đề chuyên, em đã thử áp dụng này và em được 2/10. Còn làm những cái đề của sở em được tầm 5 hoặc là 6/10. Thì đây cũng là phụ thuộc phần lớn vào may mắn ạ. Chứ cũng không hề có gọi là tí mẹo hay là gì ạ. Vâng. Thì cái tỷ lệ xác suất này thì anh nghĩ là nó cũng khá là rủi ro. Thế nên là các bạn vẫn nên cố gắng hết sức mình để làm. Anh xem những cái mẹo khoanh lụi trên mạng về môn sinh. Và nó sẽ có những cái, dụ như là cái từ khóa mà thường đáp án sẽ có. Và mình cứ nhìn thấy từ khóa đấy là mình khoanh luôn. Mình chỉ có thể mức điểm từ tầm 4 đến 5 điểm thôi ạ. Còn mình phải có một số kiến thức về quá trình đấy. Và tất nhiên những câu có từ khóa này vẫn có thể sai. Nếu mà làm theo cách đấy vẫn có thể sai. Và em nghĩ là đấy nó vẫn khá là, nó vẫn chỉ là một cách khoanh lụi, vẫn là chỉ một mẹo và chữa cháy thôi ạ. Từ nào có ly hay là in thì khoanh theo. Và em cũng đã thử áp dụng như vậy. Thì nó đã sai hoàn toàn ạ, lệch hoàn toàn so với đáp án thầy cô chữa cho. Thì câu đồng nghĩa trái nghĩa cũng vậy. Những cái từ mà có cùng số chữ cái thì em cũng đã khoanh theo, nhưng mà cũng không hề đúng ạ. Và với 50 câu này thì nếu mà làm chỉ theo mẹo khoanh trắc nghiệm thì em nghĩ là chỉ được tầm 6 điểm mà thôi. Thì nếu mà với điểm này mà thi vào trường đại học thì em nghĩ là không đủ. Tương tự với môn lịch sử, là môn học được coi là khó nhằn với nhiều thí sinh, hàng loạt video đủ các tiêu đề thu hút hàng triệu lượt xem. Thậm chí có những clip nhân danh thầy cô phân tích các mẹo giành điểm cao mà không cần học nhiều. Những cụm từ như là có đảng, có nhân dân thì em sẽ khoanh câu đấy. Hoặc là những câu mà em cũng không nhớ lắm thì em sẽ đọc câu nào thuận miệng thì em chọn. Và em thử làm một vài câu thì sai hoàn toàn ấy. 12 năm đi học xong rồi vào 15-20 giây trên TikTok mà chỉ làm trong cái bài kiểm tra quan trọng như thế thì nó khá là mạo hiểm. Và thậm chí là em làm mà em sai hết theo một cái mẹo mà em sai hết, nên là em nghĩ là các bạn có thể bỏ không nhiều thời gian lắm, tổng hợp lại kiến thức, ôn tập lại và ghi nhớ và hiểu bài một cách đúng, và thì mình sẽ làm bài nó chắc chắn hơn đấy ạ. Rồi các bạn bây giờ sẽ phải rà soát lại cái kiến thức cơ bản của mình. Với lại phần là lịch sử Việt Nam thì có bao nhiêu chương và bao nhiêu giai đoạn lịch sử, trong đó có những vấn đề nào là cốt lõi, và sau đó thì các bạn ấy sẽ xây dựng lên cái sơ đồ tư duy với các từ khóa cơ bản để nắm. Với phần kiến thức lịch sử thế giới cũng như vậy, tương tự như vậy. Vâng thưa quý vị, những cái bẫy kiếm tiền trên TikTok thì luôn hiện diện ở khắp mọi nơi. Đòi hỏi ở đây là sự bản lĩnh cũng như là năng lực thực sự cần có của người sáng tạo nội dung. Và để tìm hiểu chi tiết hơn về những bí quyết để trở thành một người sáng tạo nội dung chân chính thì ngay bây giờ xin mời quý vị khán giả sẽ cùng theo dõi một cuộc trao đổi của chúng tôi với một nhà sáng tạo nội dung có tên Thủng Long Family. Đây là một cặp đôi mà đang gây sốt ở trên cộng đồng mạng thời gian hiện nay với các video hài hước về gia đình. Cùng với đó, kênh cũng sở hữu được 2,3 triệu lượt theo dõi và cũng đang quản lý nhiều TikToker khác trên nền tảng này. Chúng ta biết rằng là hiện tại TikTok là một nền tảng mạng xã hội rất là phát triển và có rất nhiều người mong muốn là định hình
hình danh tiếng của họ, định hình phong cách cá nhân cũng như là thương hiệu cá nhân của họ trên TikTok. Và sau khi được nổi tiếng một khoảng thời gian thì họ bắt đầu nhận booking, nhận quảng cáo sản phẩm. Vậy thì nó sẽ phát sinh một cái gọi là rủi ro trong việc kiếm tiền trên TikTok. Vậy thì có những cái rủi ro nào có thể xảy đến với các bạn khi mà các bạn kiếm tiền trên TikTok? Đối với các bạn trẻ mà muốn dấn thân vào cái lĩnh vực này thì cái đầu tiên mà các bạn ấy sẽ cần phải đối mặt đấy là về việc kiểm soát lòng tham. Tại vì cái lĩnh vực này thì nó cũng sẽ có cơ hội mang lại cho các bạn ấy một nguồn thu nhập rất là lớn. Nhưng mà bạn ấy cần phải trang bị cho mình đầy đủ kiến thức cũng như là về mặt tâm lý để có thể có được những cái sự lựa chọn chuẩn chỉnh hơn và có những cái bước đường phát triển nó phù hợp hơn theo từng giai đoạn một, chứ không phải lúc nào mình cũng sẽ chạy theo cái vấn đề về con số hay là về tài chính. Vâng, tất nhiên thì mình cũng nghĩ là ở trên mạng xã hội, kể cả các bạn content creator thì cũng chính là những người dùng mạng xã hội, và họ cũng sẽ phải đối mặt thường xuyên với những cái nội dung độc hại ở trên mạng xã hội. Và chính vì như thế thì có thể nếu các bạn đủ mạnh mẽ và đủ tỉnh táo thì các bạn có thể phân định được là đâu là nội dung mà mình nên theo và đâu là nội dung mà mình nên bài trừ. Nhưng mà có rất nhiều bạn thì các bạn lại không phân biệt được và các bạn lại dễ sa vào những cái nội dung như thế, bởi vì có nhiều bạn mà nghĩ rằng là nếu mà mình làm theo cái trào lưu hay là cái kiểu như vậy thì mình dễ nổi hơn và dễ được nhiều người biết đến hơn, mặc dù các bạn không biết rằng là cái hậu quả về sau nó sẽ như thế nào. Với cương vị là một người quản lý rất là nhiều các cái bạn sáng tạo nội dung và bản thân các bạn ấy cũng đã có một cái chỗ đứng riêng trên nền tảng, anh chị có thể chia sẻ một cái kinh nghiệm của mình hoặc là một cái lời khuyên dành cho các bạn cũng mong muốn làm người sáng tạo nội dung trên nền tảng? Cái mà bọn mình nghĩ là phù hợp nhất là sẽ luôn luôn cố gắng nỗ lực để làm sao cho bản thân bọn mình cũng như là các bạn creator mà hiện tại bọn mình đang quản lý sẽ có những cái đường hướng phát triển phù hợp nhất và để khai thác được tối đa tiềm năng của các bạn ấy ở trong giai đoạn hiện tại. Tất nhiên ấy, mình thì hay nói với mọi người rằng là cái nghề sáng tạo nội dung, tức là nó đã gắn liền với sự sáng tạo rồi, thì nó sẽ luôn luôn có những cái giới hạn nhất định. Cái giới hạn về mặt sáng tạo thì chắc chắn là không giới hạn rồi, nhưng mà chắc chắn phải có cái phần giới hạn về mặt đạo đức. Tức là mình phải đặt một quy chuẩn đạo đức cho mình khi mình làm nghề thì mình mới đi đường dài của nó được.